Trời ơi, trời ơi, cái miệng của kìa. Con gì biết không? Con gì? Con gì bốn cẳng hai càng? Con này sao bốn cẳng hai càng? Nè, trời không nói mai biết luôn. Trời ơi. Hai mà là sau đây, còn đây là anh Hai và chị Bành Hiền. Trời ơi, bữa nay ba anh em mình lại xuất hiện trong trang phục màu trắng luôn trời. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình lại xuất hiện ha, thì tối các bạn trời mưa cho nên hai mình bắt được như đây cỡ hơn nửa ký cua các bạn ơi. Với lại lâu lắm rồi mình không có được ăn cua biển đó, cho nên ngày hôm nay anh hai mình quyết định lấy cua đồng về để cho mình ăn đỡ thèm các bạn. Ủa, thèm cua biển mà ăn cua đồng cho đỡ thèm. Ăn cho đỡ, nó cũng là cua mà. Mùa sữa nó nghe mà gãy đầu luôn kìa. Tại vì các bạn mùa dịch này á, cũng đâu có ai bán cua biển đâu, mình cũng đâu được đi đâu đâu, nên ăn đỡ mấy cua đồng nhí nhí này nè. Thì qua dịch đó mình sẽ cố gắng mua thiệt là nhiều cua biển về ăn cho nó đã thèm luôn nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình làm cái món cua đồng gan me này gửi tặng đến các bạn xem luôn nha. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh đó nha. Bây giờ đi làm thôi. Nguyên liệu chính không có me rồi chưa? Nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cua, lửa. Không có lửa sao làm ăn? Đúng không? Cua gan me. Vậy nguyên liệu chính là me hay là cua? Đó là lửa, cua anh Hai. Lửa cháy lên, hai mình sẽ nhóm lửa. Mỗi ngày mà mình sử dụng cái lò này, anh Hai là người đảm nhiệm cái nhiệm vụ này. Trời ơi, chị Bành Heo Mèo yêu xuất hiện rồi kìa. Và đầu tiên chúng ta sẽ bắt miếng chảo lên. Đúng rồi, bắt cái miếng rồi. Chảo. Chị Hiền sẽ cho miếng dầu nữa. Bắt miếng chảo lên cho nó khô nước đi. Rồi anh Hai bắt miếng chảo lên. Chảo hả? Đúng rồi. Chảo là cái miếng hả? Cái chảo, tại dân địa phương nhà quê nó nói vậy. Trời đất ơi. Nó thì đớt thì ngọt, nó nói vậy. Nó nói mấy đứa. Không, riêng con này thôi đừng nói thôi vậy. Đừng có nói thôi mà lẹ đi chị Hiền, chảo sôi rồi. Khô nước đi, bỏ vô nổ á. Chảo sôi rồi. Chảo sôi rồi hả? Dạ. Đó, hết nước rồi. Chúng ta bỏ miếng dầu ăn vô. Ô, hai con mèo nó đang hẹn hò kìa. Cho dầu ăn vô. Wow. Sao đều, sao đều. Hai dấu là của cua vậy? Cua đây. Quăng cua vô. Dạ, yeah, sao đây, đã thơm. Được chưa? Thơm mà, giờ quăng cua vô hay. Lẹ lên. Cua đây, cua wow. Đây con, con, con. Sao đều lên, sao đều lên. Bỏ miếng gia vị vô. Bỏ miếng đường, bột ngọt, tiêu đồ. Chú tiệm ơi làm đi. Miếng muối. Miếng muối nè. Rồi, chí bột ngọt. Rồi, chí hạt nêm. Rồi đây là nửa ký đường các bạn ạ. Ba con cua bỏ nửa ký đường. Ba con cua bỏ nửa ký đường. Cua nấu chè. Thôi nói chứ mình để xíu nha các bạn. Mình làm cua nấu chè. Thôi quá. Thôi, về ăn hai chín chưa? Chưa đâu. Rồi chín xong cái sao vậy, sơ sơ cái mình chấm lót anh là xong. Tái có bùa bạc không? Cua tái chanh. Chấm bùa bạc đi. Ăn mình lên đi. Thơm quá. Mẹo lại kìa, trời ơi. Mày hay chưa? Trời ơi, chị bò sữa lết lết luôn kìa. Hai bò sữa lết lết. Bò sữa chơi bắt chuột kìa, chơi bắt mèo kìa. Bò sữa thèm rồi. Cái trò chơi là chó bắt mèo. Bò sữa thèm rồi, thấy bò sữa. Cục cưng, cục cưng, cục cưng. Bò sữa té ngang nè, bò sữa té ngang nè, bò sữa. À, bây giờ mình sẽ xào cho cua mình nó chín nha các bạn. Đây các bạn ơi, sau khi cua mà mình đã xào nó hơi tái rồi nè, bây giờ mình sẽ bỏ vô cái dĩa nha. Thì mình sẽ lấy cái chảo này làm nước sốt. À, bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái chảo này nha các bạn, để mình làm nước sốt me. Cục me thôi. Cục me vô. Đúng không ta?
hết luôn rồi. Chua chua đi cho nó phê anh hai. Chơi tới luôn. Chơi phải chơi cho tới. Quá là nó chua. Không chua đâu. Không chua đâu hai ơi. Không chua đó. Thêm cục nữa đi. Thêm cục nữa đi anh hai. Chua lắm. Hai mình nhắc gan mấy các bạn ơi. Có me nhiều mới ngon. Nhum 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 mới ngon. Thêm một miếng nước. Rồi sau khi mình đã bỏ men và bỏ nước vô, bây giờ chúng ta sẽ khuấy 7-7-4-9 lần nha. 7-7-4-8 7-7-4-9 con chanh. Lửa ơi, lửa. Lửa anh hai. Ta chậm trí cái nóc nhà luôn. Coi nhà khác. Chứ cái nào chơi coi đó hả? Muốn cỡ nào phải chơi cho cỡ đó. Giờ chị Hiền sẽ cho thêm hết gia vị vô luôn các bạn. Xíu muối, xíu đường bột ngọt. Chúng ta hãy chừa muối vậy nè. Muối nhiều quá sao mà. Tiếp theo 1 kg đường các bạn ạ. Nãy nửa ký giờ ký rồi. Ăn cua này xong chắc bị tiểu đường quá. Cái này vị đường hơi nhiều hơn nãy nha. Tại vì nghe rất là chua luôn. Đây. Và bây giờ mình sẽ cho cua vào nha các bạn. À đây các bạn ơi, cua gan me của chúng ta đã xong luôn rồi. Còn đây là tô muối ớt siêu cay và dĩa cơm cho chị Hiền ăn nè. Hai anh em mình sẽ ăn cua gan me và chị Hiền sẽ ăn cơm không. Còn Tiểu Pim Pim nữa nè. Pim Pim ăn cua gan me không? Ăn không? Ăn. Ê, tôi chừng nó cay đó chị Hiền. Ê, nó ăn thiệt đó. Các bạn ơi, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ thưởng thức cái món cua gan me này nha các bạn. Trời ơi, Pim Pim mày chịu nước miếng vậy đó hả Pim Pim? Bà nó quan cho nhỏ. Nước là ngàn. Nước đó tưởng Pim Pim. Nãy để ca nướng lên đó cho nó uống á. Tưởng Pim Pim nó chảy nước miếng lòng bàn dữ vậy chứ. Nó bụng không Pim Pim. Thừa rồi nhỏ. Thôi bây giờ em sẽ cho nó ăn miếng dưa leo nha anh hai. Nó ăn dưa leo, nó ăn cua không? Chút cho ăn cua. Ăn dưa leo chán miệng trước đi. Ăn dưa leo chán miệng trước đi Pim. Rồi xong rồi chúng ta sẽ ăn cua nha. Ăn dưa leo chán miệng. Ăn này cố lên, cố lên. Ăn dưa leo chán miệng gần hồi ăn cua. Pim Pim. Pim. Nhanh đi đừng nói nữa không kịp. Chấm lên. Hai miếng, lớn 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 lắm. Quá quá. Ờ có nước miếng gì mà ăn dữ ha Pim. À nha, có nước miếng. Có mùi lạ lạ mới ăn chứ. Cố lên, cố lên. Ăn lẹ đi Pim. Quá. Trời ơi. Nhìn lên. Quá. Rồi, xong. Còn tiếng động, có tiếng động. Cố lên, cố lên. Hai miếng, lẹ đi Pim. Cố lên Pim. Hai miếng. Cố lên Pim. Quá dữ trời. Ngon. Dưa leo chất lượng mà. Ôi chưa tao ăn với, mày ăn hết của tao luôn rồi. Bim, ăn thôi Bim. Thì dưa leo cho tao ăn với. Mày làm tao mệt lắm em. Đâu cho ăn nữa nè. Nè Bim, ăn nữa. Thôi, nữa. Dưng vô bó cục. Được phải tắm ra nó ăn hả? Đúng rồi, nó phải có mùi nước miếng của em. Gớm. Ôi trời ơi, mắc nghẹn rồi. Ê, cái bà tử nó nằm bên kìa. Nó bị lạnh bên nè. Vô bạn ơi. Để xa ra đó. Nó không có dính đâu, để xa ra nha. Chỉ sợ nó dung thôi. Không có okay, đâu, bữa nay ta lịch sự rồi. Đúng rồi. Ý cho trời. Ý cho trời. Trời ơi, hên nè. Hên, các bạn đợi mình dọn dẹp xíu nha. Con nói chưa Bim, sau một thời gian no nê phủ phê thì bù diều của Bim Bim đã bắt đầu có dấu hiệu chảy xệ. Thôi bây giờ ba anh em mình sẽ quất nha các bạn. Mầm mồm. Wow, cua của mình kìa. Thơm không? Ngon quá. Ăn đi chị Hiền anh hai. Ai làm mà thơm dữ trời. Thèm quá. Ăn hai ăn đi. Anh ăn chưa? Ăn chưa ơi. Ăn với cơm. Ăn đi Bim Bim. Bim Bim. Ăn đi Bim. Ăn nữa à. Bim Bim ăn nữa. Ăn đi. Đừng hái hỏng. Ăn nữa đó. Anh hai gấp lại đi. Này mình bóc tay đi các bạn ơi. Ăn cơm thì mới múc bằng muỗng. Tới khi ăn rồi đã rửa tay rồi. Này tại có cái que này mình cầm. Đây. Mời các bạn một miếng cua gan me với mình nha. À. Hấp dẫn lắm đây. Chấm ớt. Chấm một muỗng ớt ạ. Chấm. Cua gan me cũng chấm ớt nữa hả? Cho nó ngon. Ớt quên nữa ăn. Rồi mời các bạn nha. Hết luôn à? Giòn không?
không biết nữa. Gụm gụm á, thử nha. Nghe coi. Vô. Cầm cái que nó ra đi. Cái này. Mời các bạn nha. Wow. Không chấm đâu. Ăn thử không ơi, vừa ăn không? Vừa ăn khấu luôn. Wow. Vừa. Ngọt ngọt, chua chua. Nghe càng luôn nha. Ngon quá vậy hai. Đã quá vậy, đẹp quá à. Ăn cho em một miếng nha. Ăn cái miếng nhỏ nhỏ này đi. Khấu luôn á. Đây mời bạn nha. Chấm miếng với ớt siêu cay. Đi, với miếng rau răm. Wow. Chấm. Mời các bạn miếng cua gan mé mình nha. Mời các bạn nha. Mời nghe bêm. Chị ăn nghe bêm. Mình bêm cục me nha. Cục me nó hết chua rồi. Ngon. Nó là giống chậu me quá vậy. Ngon khấu rồi. Ngay chua gậu gậu gậu. Đã chưa. Chấm quá các bạn. Chấm tăng thêm vị đậm đà. Mặn mặn. Ngon lắm bêm. Câu gậu luôn. Ăn với miếng cơm. Cua đồng chất lượng. Ăn miếng cơm nha bêm. Ngon lắm đó bêm. Để chị ăn miếng cua nữa nha. Thấy bêm. Anh nhai cái đó mà nó kêu gậu 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 mà bùng 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 cái lỗ tai luôn á. Đã quá hai rồi. Này cho hai con cua nào. Không, hai con cua nhỏ thôi. Hai ăn luôn đi. Anh hai ơi. Xin anh hai lỗ bóng dưới vậy. Mấy ăn cua nhỏ à. Ủa vậy luôn hả? Ôi ơi, hai không á, ăn cua nhỏ thôi à. Ừ, mạnh mẽ lên, gồng lên. Ai hút thì mà. Ăn cái này được không? Thôi rồi. Thôi à. Không có sai lầm gì nhìn nhận về anh hai mà không ta. Thôi. Anh hai có BD không bêm? Anh hai phải BD không? Trời ơi. Trả lại. Anh hai chính là BD. Đúng không? Đúng không bêm? Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, nó không dám vô đâu anh hai nhìn nó phải không? Anh hai BD hả bêm? Dạ. Đâu đâu đấy gật nhẹ, gật nhẹ, chỉ dám gật nhẹ thôi. Ai mà dám? Đó hay chưa? Anh hai lét đi rồi nghe. Anh hai BD đúng không? Rồi xong luôn rồi. Anh hai đúng là BD phải không bêm? Đúng không bêm? Anh hai nhìn nó không bao giờ gật đầu đâu. Mày cẩn thận với tao đã nghe. Nhìn thổ báo ha. Ăn cua ơi. Cua giăng me á. Trời ơi. Được không? Ăn cua giăng me. Ừ, được kìa. Thôi bêm ăn cua giăng me đi. Ngon hả bêm? Ồ, biết nhỏ thương nè. Ăn biết nhỏ thương quá. Ăn biết nhỏ thương giỏi quá vậy ta. Giỏi dữ ha. Ngon quá. Ngon bêm? Ừ, ngon hả? Mình nói giờ nó giòn nha, bùng lỗ tai quá. Ừ, nổ lỗ tai luôn á thầy. Khỏi trái nào cũng ngon. Còn dám. Cho bim bim nè bim. Măng măng ngọt ngọt. Thôi kêu cái gì? Lấy không? Đừng lấy bim. Trời ơi, đừng có lấy. Cay lắm. Nói tới nó là nó gật đầu thôi. Rồi bim. Bim chỉ biết gật đầu thôi. Nó cũng sẽ gật đầu. Nó chửi cũng sẽ gật đầu. Trời chi lụm thịt chứ ăn kìa, xương chi nhã kìa. Rồi bim. Không ăn nữa. Ăn con cua bé bé xinh xinh thôi nè. Cua gan me là lấy mấy con cua nhỏ ngon lắm. Ngon. Ngon giờ. Thử hết, ăn hết một con cua luôn nè. Cho nè, tả nè. Thôi ăn đi. Nếu mà gặp cua bẻ chị dám không? Không bao giờ. Nhai cái càng hơi đủ gãy răng rồi. Không cục ơi. Cái này mới ngon nè, nó dính dính me. Nè mà có cảm giác lùng bùng. Bùng lỗ tai luôn. Nó giòn. Ê, thử bệnh hai lỗ tai là thử rồi. Thôi. Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi không biết ăn. Bò sữa làm gì? Trời đất ơi. Anh bò sữa. Anh làm gì anh nằm xuống mương vậy anh bò sữa? Bò sữa đi lên. Sữa. Trời đất ơi. Bò sữa, lên đây. Làm gì xuống mương vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi. Thằng chăn bò chăn trâu này thôi mày cho mẹ càng cua mày đi về vị trí đi nè. Ha. Ăn càng cua đi rồi đi về tắm rửa cho tao. Gớm quá rồi. Hết sức tưởng tượng mà. Trời ơi, ba ăn bá nhăn nhăn kìa. Trời ơi, ăn cái càng cua mắc dầu thiệt chứ. Trời ơi, chỉ ăn mà chỉ sợ cái càng chi gãy. Trời ơi, chị bò sữa chỉ hăng các bạn ơi, chị bắt chuột.
Ồ, con nó đó là tầm nhìn của em mới vừa nhìn vô. Nguyên con nè, không ăn đi nè. Thôi em ăn con khác. Ai tìm được con nào ăn nó đi. Nhai rồi. Bình này nó bùng bùng cái lỗ ra luôn. Thôi mà cái này ăn ngon, không cần bùng. Rồi, ấy vô cầm ngon lắm ha. Vâng. Ngon, vô cầm á. Đầy quá. Ăn với vô cầm là bá cháy luôn. Cái này nó vừa ăn các bạn không cần chấm ớt luôn á. Ừ. Tốt rồi. Các bạn ăn cua kẹp rồi. Bị cua kẹp rồi. Quá đã. Mời Bim nha. Thế tiểu Bim về đây bên chị. Thương Bim Bim. Thương thương quá. Thế sớm Bim Bim tắm rồi thơm tho quá các bạn ơi. Thì các bạn ơi, chắc bây giờ mấy anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha. Và nếu các bạn nào yêu quý mấy anh em mình, nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình có thật là nhiều động lực cố gắng hơn nữa nha các bạn. Và bây giờ bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.